Rồi xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình các bạn. Rồi lâu quá mình không cũng không có ra video ha. Thì hôm nay mình có một cái video thì mình chia sẻ các bạn xem ha. Thì các bạn nào có làm theo thì khi nào cần thiết thì sử dụng các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sau khi mình mua cái bút đo pH về nha các bạn, thì mình sẽ căn chỉnh lại cái bút mình lại ha, theo hai cái gói mà cái nhà sản xuất đưa cho mình nè, để mình căn chỉnh cái bút mà lại nè. Đây là cái bút đo độ pH của nước các bạn đó, đo than đo pH là từ 0 đến 14 đó, và pH trung tính là chỉ số 7. Đây là nút on off nè, và nút on nút này nè, CAL là nút điều chỉnh nha, chút nữa mình sẽ điều chỉnh. Trong cái bút này thì dưới đây thì nó sẽ có một cái đầu dò nè. Đó. Thì đầu tiên á, thì mình mua cái bút mà về á, thì mình căn chỉnh lại á. Thì mình dùng một gói này là mình pha trong shop đưa cái nhà sản xuất đưa mình hai gói pH là 6.86 và 4.01 nè. Thì một gói thì mình pha trong 250 ml các bạn, 250 ml nước nè. Thì 250 ml á, thì tương ứng với nửa chai này nè, một chai này nè. Đây là mình sử dụng mà nước sạch nha các bạn, nước suối đàng hoàng nha các bạn. Mình căn chỉnh nó mới độ chính xác nó mới cao. Nè. Đây là mình sử dụng nước suối và một chai là 500 nè. Thì mình chia ra nửa chai này nè. Đó, mình sẽ đựng trong 2 ly. 2 ly, còn 1 ly đó là mình để làm cái ly nước mà mình để rửa đó các bạn. Rửa bút sau khi đổi sang cái ly khác. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái quét cam cao lên và mình làm cho các bạn xem ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ ly cái ly lớn. Đây. Cái ly to này á. Cái ly to bên tay phải nè. Là mình sẽ đổ nước cắt vô nè bạn, nước suối nè. Ly này là ly để mình rửa đó, thì mình để vô đi, để vô hồi chút mình rửa bút rồi đổ hết luôn đi. Rồi hai ly bên này thì mình sẽ chia đều ra nửa chai này là một chai 250 ml, mình chia đều nửa chai nha bạn. Canh canh nửa chai thì mình đổ thôi. Rồi. Rồi đó các bạn, hai ly này chính là hai ly nước sạch nè. Nước suối nè, nước cất cũng được nữa. Nước cất thì càng tốt, mình có mình làm nước suối. Đó, hai ly nhỏ này là hai ly để mình pha dung dịch, còn hai ly này là ly sạch để mình rửa bút nha bạn. Đầu tiên là mình sẽ cho từng gói vào ly ha. Đây có chỗ xé nè. Sẽ cho bột vô. Rồi. Mình để dưới đây cho bạn xem luôn nha, đó. Đó, chính là ly này chính là của hồi này. Theo mình sẽ pha gói 6.86.
Ok. Rồi mình sẽ để gì luôn nha bạn. Đó. Tương ứng với từng ly đó. Rồi mình sẽ quậy đều lên. Đây mình sẽ quậy bằng cái đầu muỗng này. Khi mình mới mua lần đầu về á, thì mình căn chỉnh lại các bạn. Rồi mình đang quậy nha. Quậy cho nó đều cái dung dịch này ra. Ok, sau khi quậy xong á thì mình phải pha ra nước lỏng nè, mình sẽ rửa nè. Đừng cho dung dịch nó hòa với nhau. Tiếp theo mình quậy cái ly mình này. Ok các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái bước là mình sẽ căn chỉnh nha. Đó, hai gói pH, hai gói dung dịch mình đã thể hai bên gì nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở bút ra. Mình sẽ mở nguồn lên nè. On off nè, bấm nút on lên. Đó. Rồi mình sẽ để bút vô cái cốc mà nước lỏng các bạn, mình xúc nha, xúc nước trước cho nó sạch đi. Rồi. Rồi mình sẽ căn chỉnh từng gói nha. Đầu tiên mình sẽ để chỉnh vô cái gói này. Là 4.01. Mình để hồi nha các bạn. Mình để hồi đi cho cái độ nó ổn định nè. Thì nó đang hiển thị là 4.28 đó các bạn thấy đang 4.28 nè. Đó mình căn chỉnh bút lại ha. Rồi mình để hồi thì đây giờ nó còn xuống 4.26 rồi. Đó. 4.23 rồi. 4.26. Rồi bây giờ sẽ xem khi mà mình thấy cái số nó cố định này ha. Mình sẽ bấm nút CL nè. Bấm giữ nha các bạn. Bấm giữ cho nó nhấp nháy nè. Đó. Để nhấp nháy là mình đã chỉnh xong rồi các bạn. Rồi mình đem qua mình xúc. Rửa hòa dung dịch vô. Đó. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh cái độ pH là 6.86 nha. Thì cũng làm tương tự như nãy đó, mình để vô nè. Đó. Để một hồi. Đây này nó đã hiện lên 6.9 mấy luôn các bạn. 6.95 nè. Đó, mình để một hồi đi rồi mình. Bây giờ mình sẽ bấm nút CL. Mình để một hồi đi cho cái độ pH ổn định đi. Căn chỉnh bút lại nha các bạn. Rồi sau khi ổn định rồi mình bấm nút CL các bạn. Bấm giữ. Đó, bấm gì nào mình nó chớp nháy gì nè. Đó, là mình xong rồi các bạn, có chỉnh rồi đó. Rồi mình đem qua mình xúc lại. Rồi. Rồi, đó chính là mình đã căn chỉnh lại rồi các bạn. Rồi bây giờ mình để lại trong hai môi trường là nó sẽ hiện đúng nha. 4.29. Đây là 4.6.78. 6.8. Rồi ok. Rồi mình đã căn chỉnh cái độ pH của hai gói mà nhà sản xuất sau khi mình mua về các bạn. Thì mình đã căn chỉnh xong nha. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình các bạn. Ok.